Chào mừng bạn đến với Yoga, trị liệu và làm đẹp, giảm eo thần kỳ cùng Nguyễn Hiếu. Trong chương trình này, Nguyễn Hiếu sẽ giúp bạn lấy đi toàn bộ vùng mỡ thừa hai bên eo của bạn để giúp bạn có một vòng eo thon gọn và săn chắc. Bạn có thể tự tin mặc những bộ đồ bikini và những tất cả những bộ trang phục mà bạn yêu thích. Không chỉ thế, ở trong chương trình này, những bài tập mà Nguyễn Hiếu đưa ra sẽ giúp các bạn làm duỗi thẳng, làm mềm tất cả vùng cơ trên khắp các cơ thể, giãn nở vùng hông để giúp bạn có một vòng hông săn chắc và đẹp hơn nữa. Đặc biệt, những bài tập này sẽ giúp bạn lấy đi tất cả những lo lắng, căng thẳng, mệt mỏi của cuộc sống và trả lại cho bạn một cơ thể trẻ, khỏe, tràn đầy tự tin và cuốn hút hơn nữa. Chúng ta bắt đầu nhé. Trước tiên, bạn hãy dang rộng hai chân sang hai bên. Khoảng cách hai chân bằng hai lần vai. Các ngón chân bạn chú ý luôn luôn duỗi thẳng. Trong một số trường hợp, lúc ban đầu các bạn thường hay bị chuỗi cái mũi chân sang phía hai bên. Bạn hãy điều chỉnh lại cái ngón chân của mình luôn luôn thẳng phía trước để tránh ảnh hưởng tới các khớp gối và cái phần khớp hông của chúng ta. Chúng ta điều chỉnh hai gót chân cách nhau bằng hai lần vai. Lưng của chúng ta đứng thẳng lên, hông hướng thẳng. Tư thế đầu tiên sẽ giúp các bạn loại bỏ toàn bộ cái phần mỡ hai bên và tác động sâu hơn tới các cơ quan nội tạng bên trong để đẩy lùi tất cả những cái độc tố ra khỏi cơ thể và sẽ giúp gia tăng sự hoạt động của đường ruột và giúp các bạn hấp thu cái nguồn năng lượng và nguồn dinh dưỡng vào cơ thể được dễ dàng và được nhiều hơn nữa. Chúng ta cùng bắt đầu nào. Hai ngón chân hướng thẳng phía trước. Hít vào. Dang hai tay sang ngang. Chúng ta chú ý tay dang ngang vai. Hở ra, nhẹ nhàng nghiêng sang bên phải. Nghiêng sang phải chúng ta chú ý. Cứ thế chúng ta nghiêng sang phải luôn. Bàn tay phải thả lỏng. Và tay trái của chúng ta kéo giãn thẳng lên. Giãn về phía sát về phía tai, bạn sẽ thấy toàn bộ phần eo của mình đang được giãn căng ra và đang được hâm nóng. Để đây chính là cái động tác này, nó sẽ giúp hâm nóng và làm tan chảy hết cái vùng mỡ cứng đầu cứng cổ ở hai bên eo của chúng ta. Tiếp tục hít, nâng hai tay và cơ thể lên, thở nghiêng sang bên trái, tay trái bạn lại thả lỏng lên chân trái, tay phải kéo dài và sát về phía tai, bạn sẽ cảm nhận rõ rệt phần eo bên phải của mình đang được kéo giãn căng ra và đang nóng ran lên. Chúng ta đang đốt cháy toàn bộ vùng mỡ hai bên của chúng ta. Hít vào, nâng hai tay và cơ thể lên, thở, tiếp tục nghiêng sang bên phải, cánh tay trái sát tai, mắt nhìn lên. Hít, nâng hai tay và cơ thể lên, thở, nghiêng sang bên trái, mắt nhìn lên, cánh tay phải sát tai. Hít, nâng hai tay lên, tiếp tục nào. Thở, nghiêng sang bên phải, cánh tay trái chú ý kéo sát tai hơn nữa. Hít, nâng tay và cơ thể lên. Thở, nghiêng sang bên trái, cánh tay phải sát tai. Hít, nâng cơ thể lên. Chúng ta tiếp tục thở, nghiêng sang bên phải. Hít, nâng cơ thể lên. Thở, nghiêng sang trái. Hai lượt nữa. Hít, nâng cơ thể lên. Thở, nghiêng sang bên phải. Hít, nâng cơ thể lên, thở, nghiêng sang bên trái. Và chúng ta tiếp tục lượt cuối cùng, hít, nâng cơ thể nào, thở, nghiêng sang bên phải. Bạn có thấy vùng eo của chúng ta đã mềm mại hơn rất nhiều rồi đúng không? Hãy thả lỏng tay phải, cánh tay trái sát về phía tai, mắt nhìn lên, hít thở đều. Chúng ta giữ nào, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Hít, nâng tay và cơ thể lên, thở nghiêng sang bên trái, thả lỏng tay trái, cánh tay phải sát tai, mắt nhìn lên, hít thở đều.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Hít vào, nâng tay và cơ thể lên, thở ra, hạ tay xuống, thả lỏng, nhắm mắt lại, điều hòa hơi thở. Hít vào thật sâu, bụng phình lên, căng tròn bụng lên, thở xẹp bụng lại. Hít bụng phình lên, thở xẹp xuống. Chúng ta tiếp tục động tác thứ hai, động tác tam giác vặn sẽ giúp vắt kiệt hết toàn bộ phần mỡ xung quanh bụng của chúng ta. Khi chúng ta tập tư thế tam giác vừa rồi, nó sẽ làm tan chảy cái vùng mỡ, và tiếp tục tư thế này nó sẽ giúp vắt và loại bỏ hết mỡ ra khỏi vùng eo hai bên của chúng ta. Tiếp tục nào, hít, hai tay ra ngang, ngang với vai, từ từ quay sang bên phải, quay cơ thể sang phải. Bạn chú ý lưng luôn giữ thẳng, thở ra, hạ bàn tay phải, hạ bàn tay trái, xuống cạnh bàn chân phải, nâng cánh tay phải, mắt nhìn lên, hít, nâng hai tay lên, thở ra, hạ tay phải lên trên bàn chân của bên trái, cánh tay trái nâng thẳng, mắt nhìn lên, hít, nâng hai tay và cơ thể lên, thở, tiếp tục vặn sang phải, mắt nhìn theo tay phải, hít, nâng hai tay và cơ thể lên, thở, vặn sang bên trái, mắt nhìn theo tay trái, hít, nâng cơ thể lên, thở, tiếp tục vặn sang bên phải, hít, nâng cơ thể lên, thở, vặn sang bên trái, hít, nâng cơ thể lên. Chúng ta tiếp tục hai vòng nữa, thở, vặn sang bên phải, mắt nhìn lên, hít, nâng cơ thể lên, thở, vặn sang bên trái, hít, nâng cơ thể lên, thở, vặn sang bên phải, mắt nhìn lên, nào, hít, nâng cơ thể lên, thở, vặn sang bên trái và hít vào, nâng cơ thể lên, thở ra, tay xuống, thả lỏng, tiếp tục điều hòa hơi thở, hít vào thật sâu, thở ra, hít vào, thở ra. Tiếp tục hít, nâng hai tay lên, đan hai tay lại, bàn tay chúng ta đan lại, đặt phía sau đầu của mình. Các bạn chú ý mở khuỷu tay sang hai bên, khuỷu tay mở sang hai bên, đẩy ngực về phía trước. Hít vào thật sâu, thả lỏng thư giãn khuôn mặt nào, thở ra, nghiêng sang bên phải, mắt nhìn lên, hít, đưa cơ thể về giữa, thở, nghiêng sang bên trái, mắt nhìn lên, hít, cơ thể về giữa, thở, nghiêng sang bên phải, hít, cơ thể về giữa, thở, nghiêng sang bên trái, vòng 4, hít, cơ thể về giữa, thở, nghiêng sang bên phải, hít, cơ thể về giữa, thở, nghiêng sang bên trái, vòng 5, hít, cơ thể về giữa. Chúng ta sẽ tập 10 vòng động tác này, thở ra, nghiêng sang bên phải, hít, cơ thể về giữa, thở, nghiêng sang trái, vòng 6, hít, về giữa, thở, nghiêng sang phải, hít, về giữa, thở, nghiêng sang trái, hít, về giữa, thở, nghiêng sang phải, hít, về giữa, thở, nghiêng sang trái, vòng 8, hít, về giữa, thở, nghiêng sang phải, hít, về giữa, thở, nghiêng sang trái, vòng 9, hít, về giữa, thở, nghiêng sang phải, hít, về giữa, thở, nghiêng sang trái, vòng cuối, hít về giữa, thở, nghiêng sang phải, và hít, đưa cơ thể về giữa, thở, nghiêng sang trái, hít, đưa cơ thể về trung tâm, thở ra, hạ tay xuống, thả lỏng, nhắm mắt lại, điều hòa hơi thở, hít vào, thở ra, hít vào sâu, thở ra thật chậm, hít vào, thở ra và thở hết ra. Nhẹ nhàng thu hai chân lại, thu hai chân lại, ngón chân hướng thẳng phía trước, bàn chân rộng bằng vai. Hít vào, nâng hai tay lên, kéo giãn, 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 giãn cột sống, đẩy hông ra sau, thở ra, hạ tay xuống, kéo tay chạm xuống dưới sàn. Hai, hít vào, nâng hai tay lên, thở ra, tiếp tục hạ xuống, kéo bàn tay chạm sàn. 3, hít hai tay lên, thở ra, hạ tay xuống, hít vào, nâng hai tay lên, thở ra, tiếp tục hạ xuống chạm sàn. Lượt cuối cùng, hít vào, nâng hai tay lên, thở ra, hạ tay xuống chạm sàn, nào giữ ở đấy, hít thở đều, hít vào sâu, thở ra chậm. 3, 2 và 1, hít vào, nâng hai tay lên,
thở ra, hạ tay xuống, thả lỏng, hít, kiễng gót chân lên, bạn hãy kiễng cao cái gót chân lên, hai tay nâng ngang vai, thở ra, trùng gối, nhẹ nhàng chúng ta ngồi xuống, từ từ ngồi xuống, chúng ta đan hai chân lại. Bạn có thể ngồi tư thế hết sức thoải mái, hai chân của chúng ta bắt chéo nhau, hoặc là chúng ta hai chân chồng lên nhau cũng được, hoặc chúng ta ngồi ở tư thế bán hoa sen mà Nguyễn Hiếu vẫn hướng dẫn. Lưng, chú ý lưng bạn giữ thẳng, luôn luôn ngồi thẳng lưng để cái dòng chảy năng lượng của chúng ta dễ dàng chảy tới tất cả các kinh mạch trên cơ thể. Lưng giữ thẳng, hai tay đặt trên đầu gối, hít vào, tiếp tục nào, nâng hai tay ra ngang, thở ra, hạ tay sang bên phải, hạ khuỷu tay dần xuống nhớ tới, tuy nhiên tay của bạn chưa hạ được khuỷu tay xuống, chúng ta có thể chống tay như thế này. Tốt nhất là chúng ta có thể kéo xuống, chúng ta sẽ kéo dần dần, chúng ta mới cảm nhận được toàn bộ phần eo của chúng ta được giãn mềm ra. Tiếp tục hít vào, nâng hai tay và cơ thể lên, thở nghiêng sang bên trái, hạ dần khuỷu tay xuống nhớ tới, cánh tay phải sát vào tai và từ từ hạ tay phải cạnh tay trái, kéo cơ thể sang bên phải, hạ khuỷu tay phải xuống, cánh tay trái sát về phía tai, tiếp tục hít vào thật sâu, thở ra, hạ tay trái xuống, kéo sang bên trái, hạ khuỷu tay xuống, cánh tay phải sát vào tai, mắt nhìn lên, hạ tay phải xuống, thở ra, kéo sang bên phải, hạ khuỷu tay phải và nâng tay trái lên, hít thở đều, hít vào, thở ra, hạ tay trái xuống, kéo sang bên trái, nâng cánh tay phải sát tai, vòng cuối cùng, hít vào thật sâu, thở hạ tay phải xuống, kéo sang bên phải và nâng cánh tay trái sát tai, hít thở đều, mắt nhìn lên nào. Chú ý khi chúng ta kéo cánh tay sát tai thì cái phần mông của chúng ta vẫn giữ chắc ở trên sàn, mông và đùi. Thường một số bạn ngồi sẽ rất dễ bị kênh lên và nó sẽ làm cho giảm cái hiệu quả bài tập. Kéo gắng kéo xuống, nâng cánh tay trái sát về phía tai, hít thở đều, 5, 4, 3, 2 và 1, hít vào sâu, thở, hạ bàn tay trái xuống, kéo sang bên trái và nâng tay phải sát tai, mắt nhìn lên, hít thật sâu và thở thật chậm, ấn ép hết hai đùi xuống, 5, 4, 3, 2 và 1, hít vào, nhẹ nhàng nâng tay và cơ thể lên, thở hạ hai tay trên đầu gối, từ từ đẩy người về phía trước, võng cái bụng chạm bụng vào gót chân, võng bụng xuống, thở hết ra, cúi đầu xuống chạm sàn, hít thở đều, chúng ta giữ ở đây, thư giãn và hít thở, hít vào sâu, thở ra chậm, tiếp tục hít vào và thở ra. Cảm nhận nguồn năng lượng đang di chuyển từ lưng lên tới đầu, và hãy mở rộng cơ thể để dòng chảy năng lượng đi qua từng bộ phận trên cơ thể, chút bỏ mọi lo lắng căng thẳng và đón nhận nguồn năng lượng tươi mới cho cơ thể của chúng ta tràn đầy năng lượng và cảm giác tươi vui. Hít vào, nhẹ nhàng cong lưng, nhấc đầu và cuộn từng đốt sống lên, đầu lên sau cùng, nhắm mắt lại, chúng ta tiếp tục điều khí, hít vào, bụng phình to lên, thở ra, xẹp bụng lại, hít vào thật sâu, thở ra thật chậm, hít vào, thở ra, hít vào, và thở ra, thở hết ra, nhẹ nhàng chúng ta mở mắt nào. Bạn cảm nhận thế nào? Sẽ cảm nhận thấy sự tác động rõ rệt của bài tập tới phần eo hai bên đúng không ạ? Với bài tập này, bạn có thể tập được ở mọi lúc, mọi nơi, có thể tập được ở văn phòng, có thể tập được ở nhà bếp, có thể tập trên phòng ngủ. Và bạn lưu ý, bất cứ thời gian nào bạn có thể tập, bạn hãy nhớ tới những động tác của Nguyễn Hiếu và chúng ta sẽ luyện tập thường xuyên đều đặn và bạn sẽ cảm nhận thấy kết quả rõ rệt trong ít nhất là một tuần. Chúng ta tập một ngày, chúng ta tập hai lần bài tập này và sau một tuần bạn sẽ thấy hết sức bất ngờ với kết quả, bởi cái vòng eo của chúng ta nó sẽ được giảm sút rất nhiều. Và chúc các bạn
luôn luôn tự tin và khỏe mạnh. Om Namaste.